giảm xin mến chào đại gia đình thân yêu của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ngọc. Và ngày hôm nay em xin mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Bữa hôm nay là một cái câu chuyện mà Ngọc muốn gửi đến cho đại gia đình của mình. Mẹ và con trai, mẹ bốc lửa và cậu con trai. Và đây là cái câu chuyện có thật 100% luôn. Và Ngọc xin phép được kể lại từ A đến Z đầy kịch tính, y hệt như trong phim vậy đó. Thì trong phim nó làm sao thì ngoài đời nó y vậy đó. Đôi khi á, trong cuộc sống này có những điều, có những câu chuyện mà có thể bạn chưa bao giờ biết được. Và ngay cả chính Ngọc, thì Ngọc khi mà Ngọc nghe cái câu chuyện của cái người thật này á, là cái câu chuyện này đã xảy ra rồi. Và cái anh chàng này, ảnh rất là thích xem những cái video, những cái câu chuyện của Ngọc. Đặc biệt cái kênh của Ngọc thì toàn là đàn ông thích xem không à. Ngộ vậy đó, em không biết làm sao mà đàn ông thì lại thích xem cái kênh của em. Cho nên là anh này ảnh kể là ảnh và mẹ của ảnh đã xảy ra những cái điều gì, diễn biến cái câu chuyện ra sao. Và anh đã kể cho Ngọc rất là chi tiết, đến nỗi là Ngọc không thể tin được đó là sự thật. Nhưng hiển nhiên đó là những chuyện đã xảy ra rồi. Thì trong cuộc sống mà, trong cuộc đời mà, không ai biết được chữ ngờ. Và cái câu chuyện giữa mẹ và cái cậu con trai này đã xảy ra như thế nào, thì mời mọi người cùng thưởng thức và lắng nghe cái câu chuyện của em. Qua đó xin mọi người cho em những cái ý kiến, những cái comment bên dưới, để anh ấy có một cái hướng đi mới. Bởi vì ảnh đang sống một trong con đường gọi là một cái bóng đêm nó bao trùm, và ảnh không biết phải làm gì. Bởi vì những chuyện trong cuộc đời này là không biết trước được là tại vì sao nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà mọi chuyện thì âu cũng là số phận. Thì cái câu chuyện như thế nào, diễn biến phức tạp ra sao, tình tiết câu chuyện nó gây cấn đầy kịch tính y như trong phim vậy đó. Mời mọi người cùng thưởng thức câu chuyện của em. Nhưng em xin phép được giấu tên anh trai này nha. Thì anh trai này ảnh ở bên nước ngoài. Và cái câu chuyện này đã diễn ra giữa ảnh và người mẹ ruột của ảnh. Nó như thế này nè. Ảnh nói rằng là tôi sinh ra trong một gia đình có ba có mẹ hẳn hoi. Nhưng tôi không may mắn như bao nhiêu đứa trẻ khác. Có nghĩa là cái anh chàng này ảnh gia đình thì có ba mẹ mà ba mẹ lại không sống chung với nhau. Có nghĩa là ba phải đi công tác, phải đi làm ăn rất là xa. Đó, thì thậm chí là lúc trước á, là lâu lắm ảnh mới được gặp ba một lần. Có khi là cả tháng trời cũng không bao giờ được gặp ba. Có khi là 5 tháng được gặp ba có đúng một lần duy nhất. Nhưng mà mẹ con anh vẫn ở nhà, vẫn chờ ba về, bởi vì đó là công việc. Cho nên là buộc lòng hai mẹ con phải chấp nhận. Bởi vì ba đi làm để kiếm tiền nuôi con, mẹ thường hay nói như vậy. Và rồi hai mẹ con cứ sống với nhau lay lất như vậy. Và mẹ tôi thì tình nghi rằng là ba tôi có người yêu mới, có người tình á. Ba có ngoại tình hay không thì mẹ không chắc chắn. Nhưng người mẹ thì thỉnh thoảng tâm sự với vài người bạn. Và tôi đã tình cờ tôi nghe được cái chuyện này. Và tôi thì lúc đó còn nhỏ lắm, tôi đâu có biết cái gì đâu. Thì chỉ biết là chuyện của người lớn thì mình không có một cái ý kiến gì hết. Và người ba thì vẫn tiếp tục có những cái cuộc tình ở bên ngoài và quên mất mẹ con từ từ cái cuộc điện thoại. Và về thăm, về ăn cơm vợ thì càng ngày càng vơi dần đi. Thậm chí 5-6 tháng không có một lần nào nữa. Và sau đó thì biệt tâm biệt tích luôn. Có nghĩa là ba của cái anh chàng này đã đi mất, không biết là khi nào mới quay trở về. Và người mẹ thì rất là thương con, cho nên là bà vẫn ở như vậy. Mặc dù là bà năm nay là coi như là còn rất là trẻ. Mẹ của anh chàng này từ lúc mà sanh ảnh ra là người mẹ mới có 20 tuổi thôi. Cho đến khi anh này ảnh được 10 tuổi, người mẹ mới có 30 tuổi thôi. Người mẹ còn rất là đẹp, rất là ngon cơm, dáng dốc thì như nói thiệt chứ gái một con trong mòn con mắt, câu đó là có thật luôn. Và người mẹ rất là đẹp. Biết bao nhiêu người đàn ông muốn đến để mà xây dựng hạnh phúc với bà, để cho bà có một cuộc sống hôn nhân mới, tái giá. Có nghĩa là một người phụ nữ mà đợi chồng lâu quá rồi, bà vẫn không muốn đi thêm bước nữa, vẫn ở như vậy. Mặc dù là không còn muốn chờ chồng nữa, bởi vì biết là người chồng đã phản bội mình rồi. Nhưng mà bà mẹ này bà vẫn còn thương cái người chồng rất là nhiều. Người phụ nữ Việt Nam là thế đấy, rất là chung thủy, rất là chung tình. Và rồi bà cứ sống như vậy, lay lất, và cuộc sống cứ hàng ngày cứ diễn biến trôi qua. Thì tất nhiên là thời gian thấm thoát thoi đưa, thì cái anh chàng này từ một cậu bé 10 tuổi, bây giờ cậu ấy đã được 18 tuổi, đã là một thiếu niên cao to vạm vỡ. Càng lớn thì cái gương mặt của anh và nụ cười của anh rất là giống bà của anh, khiến cho bà mẹ
ngày một rất là thương con trai của mình. Con trai giống như là cuộc đời của bà, là tất cả những gì của bà vậy đó. Bà có thể hy sinh và dành cho con trai tất cả. Làm mẹ là thế đấy. Và rồi cái cuộc sống hai mẹ con vẫn hàng ngày sống với nhau rất là hạnh phúc. Những tưởng cuộc sống chỉ thế thôi. Cho đến một ngày thì bà nhận thấy, công nhận con lớn lên sao càng ngày con càng giống ba quá. Và bà nhớ về cái người chồng của mình. Mặc dù người đàn ông đã phản bội của bà, phản bội bà đi rất là lâu rồi, người chồng mà bà đã hằng thương yêu, nhớ nhung, nhưng mà ngày hôm nay người chồng ấy, từ gương mặt cho đến giọng nói của cậu con trai làm bà cứ hình dung, nhiều khi bà cứ mơ mơ hồ hồ không biết là có phải là chồng mình đã về, có phải không. Nhưng bà giật mình tỉnh giấc thì trong cái có chỉ là cái cơn mộng mị thôi. Và cái người đàn ông, cái người thanh niên mới lớn mà đang sống chung với bà đó là cậu con trai của mình. Nhưng mà cậu con trai này sống một cái cuộc đời thiếu niên không được may mắn như bao nhiêu đứa trẻ khác. Có nghĩa là bao nhiêu cái đứa học chung lớp á, cứ nói rằng là chê nhạo, nói là mày là thằng không có cha, mày là một đứa bé mồ côi, khiến cho anh ấy rất là buồn, rất là tủi thân. Và anh ấy về, anh ấy thóc thúc thích với mẹ, chỉ là một đứa bé thôi mà lại chịu nhiều sự tổn thương đến như vậy. Đã mất ba rồi còn bị người bạn bè còn chê cười nữa thì cậu ấy chịu không nổi mới về mét với mẹ. Và mẹ mới ôm vào lòng và vuốt tóc cậu con trai. Thôi con nín đi, đàn ông con trai ai lại khóc như vậy. Những cái chuyện này là chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Con vẫn có ba, ba con vẫn ở đâu đó đang làm ăn xa. Chứ ba con không phải là bỏ con, mà ba con là do là chưa có điều kiện để về. Bà lúc nào cũng nói như vậy, nói tốt về người chồng của mình. Nhưng trong thâm tâm thì anh ta biết được là ba của mình là đi và không bao giờ quay trở về nữa. Và hàng ngày người mẹ là một người mẹ thương yêu con hết mực và cũng là người cha đối với cậu ấy. Và hàng ngày tối tối đến thì cái cậu bé này thường hay ngủ chung với mẹ. Và khi cậu bé này lớn lên thì thường thường cậu bé hay thấy màn đêm buông xuống thì bà mẹ bà hay nằm bà khóc thút thít. Bà khóc mà bà khóc như một đứa trẻ vậy đó. Cậu bé này hồi nhỏ thì không hiểu. Khi hỏi mẹ thì mẹ ơi tại sao mẹ khóc, thì người mẹ lại nói rằng là do là bụi bay vào mắt mẹ chứ mẹ đâu có khóc đâu con ngủ đi con. Và khi mà cậu bé lớn lên rồi thì dường như những cái câu nói dối của người mẹ không thể nào che lấp đi và không thể nào mà qua mặt được cái anh này, cái anh chàng con trai mới lớn này. Cho nên là anh ta hiểu hết là người mẹ đang nhớ về người ba của mình. Và tại sao mẹ mình không chịu tái giá mà lại tiếp tục chờ đợi một cái hạnh phúc nó quá mong manh như thế. Càng ngày cậu ấy càng thương người mẹ hơn. Và cậu ấy thương ơi là thương, vừa thương người mẹ mà cũng là người cha của mình nữa. Cho nên là dù là cậu ấy đã rất là lớn rồi nhưng cậu ấy vẫn ngủ chung với mẹ. Và đã là một người thanh niên cao lớn vạm vỡ nhưng hàng ngày cậu vẫn nằm kế bên mẹ và vẫn nghe mẹ hát ầu ơ dí dầu, cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Đó là những cái câu ru rất là xa xưa rồi nhưng người mẹ hàng ngày vẫn hát ru cho con. Và rồi cái cuộc sống những tưởng như nó êm đềm như vậy cho đến một ngày mưa gió bão bùng tầm tã thì người mẹ mới nói rằng con ơi, năm nay là cậu con đã 25 tuổi rồi, con đã tốt nghiệp rồi và bây giờ con đã có một cái công việc nó cũng khá ổn định rồi. Bây giờ là mẹ muốn là con nên có một cô bạn gái rồi sau đó kiếm cho mẹ một thằng cu đứa cháu ấm bồng nữa chứ, tại vì mẹ cũng mong có cháu đó đi. Nhưng cái đứa con trai cứ cười và hết ngày này sang ngày nọ và không có muốn lấy vợ, cũng chẳng quen một cô gái nào. Mặc dù anh ta rất là khôi ngô, tuấn tú, vạm vỡ, đẹp trai, lực lưỡng, nhưng anh ta không có chịu lấy vợ. Và người mẹ cứ hỏi thì đứa con trai nói rằng là con chỉ thương mẹ thôi, bởi vì mẹ đã hy sinh cả đời cho con rồi, bây giờ con lấy vợ rồi con lo cho vợ, rồi con bỏ quên mất mẹ thì cái đó là cái điều mà con không mong muốn, cho nên là con không muốn lấy vợ. Và người mẹ ôm con trai vào lòng và khóc. Và sau đó thì trong một cái đêm định mệnh, kêu bằng là cái năm mà anh ta sinh nhật á, là 26 tuổi, thì lúc đó đó là anh ta mới đi sinh nhật bạn về thì người cũng có nồng nặc mùi rượu. Và khi vừa vào đến nhà thì gặp một bà mẹ mà đi ra ngoài cổng để mà mở cửa cho con trai của mình thì anh ta không ngờ là đây có phải là mẹ mình không, bởi vì bà ở nhà bà bận đồ rất là giống như là mát mẻ,
bận áo dây rồi cho mùa hè mà ở Việt Nam mà đâu có bận đồ kín mít được. Cho nên là cậu ấy nhầm tưởng, cậu ấy tưởng là ồ, có phải là những cái cô gái mà đang rót bia trong quán không ta? Trời ơi, đâu ngờ thì cậu ấy đã giống như là trong cơn say thì cậu ấy không thể nào biết được là mình đang làm gì và đang ở đâu. Đó, thì khi mà vào thì người mẹ mới dìu đứa con trai vào nhà và bỗng nhiên, tự nhiên lúc đó là tự nhiên bóng đèn nó tắt cái cụp. Rồi tự nhiên cái người mẹ cũng không biết là tại sao mà đèn tự nhiên đang sáng mà tự nhiên nó cúp điện vậy. Thì bỗng nhiên có một bóng đen ập vào bà và giống như là châu hút mã vậy đó. Thì bà chỉ kịp la lên những âm thanh ú ớ và không có kịp nói lên một lời nào. Và sau đó thì cái bóng đen nó làm xong khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bắt đầu nó biến mất. Thì bà cũng không biết bóng đen đó là ai. Và chỉ duy nhất cậu con trai này biết là bóng đen đó là ai, người bí ẩn. Và cho đến bây giờ thì cậu ấy cũng không có nói ra cái điều đó với người mẹ của mình. Và cái câu chuyện hàng ngày thì hai mẹ con vẫn nói chuyện, vẫn vui cười với nhau giống như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà cậu ấy thì đã lớn, đã trưởng thành rồi, cậu ấy đủ nhận thức và biết được những cái điều nó đã xảy ra như thế nào và ra sao. Và cậu ấy muốn nói ở đây để cho những cái bạn trẻ nào cũng trong cái hoàn cảnh cảnh ngộ giống như vậy, thì nếu mà gặp tình huống giống như vậy thì xin cho cậu ấy những cái lời khuyên để cậu ấy có thể vượt qua những cái điều mà đã xảy ra vừa rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện của em, mẹ và con trai. Xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.